nha. Còn không, hình như là sắp mưa đấy. Hôm nay có Nghệ Tĩnh đi ra chợ đây, thấy có biển tên và số điện thoại nhà vườn luôn. Mời cả nhà quý vị, cô chú, anh chị cùng đến với những cái tác phẩm của anh Tĩnh. Lâu lắm rồi mới thấy lên chợ. Trước khi đến đây mình sẽ phải xem cây của ông Nhạn cái này. Thơm, 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 này thơm. Biểu diễn ừ. Úi giời, đấy, 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 quảng cáo. Quảng cáo, ông Nhạn nó bực thay quảng cáo. Bất thầy của quảng cáo. Con này lá xanh ngắt nha. Cây này là còn có hoa lộc vừng nữa này. Cây đẹp đấy. Đấy, ông cho khách luôn cái cành ấy ngửi. Đấy. Đây, về cái này ngửi thoải mái. Đâu nó rơi dưới, ông mới cắt. Ông mới cắt. Nó mùi dầu hăng hăng ấy, thơm thơm hăng hăng. Cây này ấn tượng cái là lúc nào nó cũng xanh ngắt không nhỉ? Đẹp, cây đẹp rồi. Cây bên kia nó cũng vàng vàng, cây này xanh. Lá thì quá siêu bé luôn. Rồi đến một số cái tác phẩm của Nghệ Tĩnh. Xì, cặp xì. Đây là xanh chứ? Xì, xì, xì. Con cá nhìn có cái nét lan man dị dị nhỉ. Đấy, hôm trước ông mới mua mà nay lại lấy nốt nha. Hai cái này cũng đẹp chứ. Hai cái này cũng hay. Xì này, quả này có cái tay, có tay vươn dài ác nhỉ. Dấu vết của, nói chung là nó một cái cây mình nhìn thấy có cái nét lạ lạ, hoang dại. Cảm, cái cảm quan là như vậy. Tắc đường à? Đó là bác nào dắt xe cho ô tô đi cái nhỉ? Tiếp tục đến một cái xì nữa, mời quý vị. Cái cảnh chợ cây Thịnh Long à, Tĩnh này. Số điện thoại đây nhé. Xì. Nhiều cây đẹp tuyệt vời. Vâng, nhiều quá cũng mệt. Nhiều quá cũng mệt. Nhiều quá lâu mãi không đi làm được. Phải có những cái giao dịch, những cái câu chuyện chia sẻ thì nó vui. Nên mình tương đối là vội quý vị ạ. Tôi sẽ phải tranh thủ một chút rồi lại đi làm. Nhiều khi có những cái giao dịch cuối giờ hay là cuộc trò chuyện về cây rồi ngồi có thời gian với anh em thì mình lại không có. Mình tương đối là bận. Ra chợ là cũng là một sự cố gắng rồi. Đó quý vị, giá thì hiện tại chưa biết bao nhiêu. Có lẽ là ý đồ của chủ nhân để lại cái tem, cái nhãn kia thì quý vị cứ alo nhá. Alo PC. PC.
xanh Nam Điền. Tĩnh ngày xưa là cũng thường xuyên có mặt ở chợ Vạn Phúc đấy, nhưng mà sau đó thì có lẽ là buôn bán ở vườn nó khá hơn thì anh không ra chợ nữa. Bây giờ có lẽ là nhớ chợ, nhớ khách thì lại đi ra. Hy vọng là được thấy đi được lâu dài để em có những cái nét mới, những cái tác phẩm mới để xem và giao lưu. Mai chiếu thủy. Nói chung là trên xe cũng không có nhiều cái đặc sắc cho lắm. Không có nhiều cái đặc sắc. Đấy. Cổ. Có nét cổ. Đấy. Buông lơi dây vách và cốt kết hợp với tay cành. Đó, nói chung hình như là có cái cây đấy là nhìn khá hơn cả. Quay cái mặt sau của nó phát. Đó. Rất tiếc là chưa có giá. Biết mỗi giá cây sam hương của ông Nhàn kia thì nó khoảng 12-13 triệu. Có lẽ là trả ông ấy 10 triệu là ông bán đấy. Rất nhiều quả. Rất nhiều quả. Gì này? Cũng đồ cổ đây. Ghê chưa? Con này kiểu như là kiểu đầu trùng nhỉ. Lòng ngoằng không biết đâu là thân chính, đâu là rễ, đâu là tay cành nữa. Đấy, chạy nó như kiểu như một cái đỉnh đồng á. Đỉnh đồng. Đỉnh đồng hoặc là lư hương gì đấy. Đó, có lẽ là ý đồ người ta làm kiểu vậy. Chung là đang có những cây gọi là hàng chợ, nhưng mà chắc cũng không rẻ tiền đâu, mấy chục triệu đấy. Sang xem cây của bác Hiệu đây. Từ một cái tảng đá, cái viên đá nhá, đục thành một cái ở dưới nó có hình mái nhà đúng không, và làm một cái đường rãnh xong nhét cái thân cây vào, xẻ vào cái đường rãnh, nhét bó cái thân cây này vào. Bây giờ nó đã bè, nó ăn vào cái thân cây này. Hàm lượng kỹ thuật nghệ thuật thì mình cũng thấy nó cũng thô sơ nhưng mà là chịu khó. Nó ngập vào đây này đó. Soi xem mà có thấy cái gì không, mà chả thấy cái gì. Đấy, cái này có viên đá rất đẹp. Đấy, thì người ta rất là chịu khó quý vị. Mọi người tưởng tượng một những cây si này nó mọc ở bờ rào riết, hoặc là mình cắt cái cành của cái cây mình đang tạo dáng ấy, bình thường mình bỏ đi thì dâm vào ngọn đá này với 100.000 một cây. Với 100.000 một cây, nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng là nó cái phí bỏ ra nó không gần như là bằng không. Nó gần như bằng không. Và quý vị bán, tưởng tượng bán 1.000 cây đi. 1.000 cây quý vị sẽ cảm thấy, hoặc là số lượng nó nhiều hơn nữa, quý vị sẽ cảm thấy nó lợi nhuận nó rất là khủng khiếp, thậm chí những cây triệu đô có lẽ là còn khướt. Bởi vì cái lợi nhuận đem lại của nó sẽ cao hơn. Rất rất cao luôn. Quý vị có thể bán cái triệu đô chẳng hạn nhé. Hoặc là thôi triệu đô mình nói nó ghê quá. Những cái cây mấy trăm triệu chẳng hạn. Như quý vị thường ấy,
những cây mấy trăm triệu quý vị đã mua nó tiền trăm rồi, đã mua nó tiền trăm rồi. Cái bài toán lợi nhuận của nó, cái biên lợi nhuận của nó thấp. Đây cũng có thể là một cái kênh để tất cả mọi người có thể theo. Nó an toàn và đơn giản nhất. Đó. Nó an toàn và đơn giản. Và cái vốn chi phí ban đầu nó không lớn. Chịu khó, bỏ thời gian công sức ra thôi, lấy công làm lãi. Đấy là một số cái gợi ý mình cũng chẳng phải là đổ bộ đầu óc kinh tế cái gì nó quá là ghê gớm, nhưng mà đấy là một cái hướng rất là tốt và người ta cũng đang rất là thành công, có chịu làm hay không thôi. Kinh à, hoặc là bên này có cái cặp bán cây đây, cặp này xem con này có cái vọng nguyệt đây này, có vòng bán nguyệt đây đang làm. Hôm nay rất là nhiều những cái xe cây mới lên, có những người cũ lâu rồi quay lại chợ, và có những người rất là mới mình không biết lên bán cây. Cái cảnh vọng nguyệt này thì nó chạy ở bên này sang, chứ nó không phải ở một cái chi nào đó, thì nhìn nó hơi bị kỳ cục nhé. Hơi bị kỳ cục. Đây, gắt cây của Hải đây. Hải Châu đây. Mở hàng chưa anh? Mở cho kiện à? Đâu rồi, tình hình hàng hóa nào rồi? À, hôm nay đồ khủng đấy nhỉ? Khủng quá, hôm nay khủng nhất từ trước đến giờ. Si có phải không anh? Si. Bao tiền cây đấy đi anh? 2,5 triệu. Si quả này thì hai ông già già mọi khi chắc là không ăn được rồi, to. Được đấy nhỉ. Con này thì sau ăn to, nuôi con này về ăn to. Tiền trăm. Con này sau nuôi thành tiền trăm đấy. Đây các cụ đây, hàng phụ 5 lúp. Hàng phụ. Hàng phục vụ các cụ đấy. Phí đi nhảy đấy. Con này thì có vẻ đắt hơn đấy. Bao nhiêu đây? À đây à, điền đủ ghê ghê đấy chứ. Đây cái anh à. Hàng là cứ bày dưới đất này thôi, nhưng mà cái nhau lúc này hết rồi. Đuổi bớt khách đi không kịp. Không bao giờ ế đến trưa đâu. Hay đấy. Châu. Cúm tụm này thì chả nhìn thấy gì. Đấy, cái quy Hải Châu.